Chào mừng các anh chị đến với chương trình luyện tập thể chất cùng Bodykey Mentor. Bài tập cardio được phát triển bởi thầy Trần Việt Hoàng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu bài tập cardio giúp huy động liên tục các nhóm cơ lớn, thúc đẩy khả năng hoạt động tim phổi, tăng cường tuần hoàn và mạch máu, giúp giảm cân, giảm mỡ hiệu quả. Đối tượng sử dụng: người bình thường, khỏe mạnh, có mục tiêu giảm cân, giảm mỡ. Trước khi bước vào phần luyện tập, chúng ta cùng đi qua một số các lưu ý các anh chị nhé. Đầu tiên đó chính là về bữa ăn trước và sau luyện tập. Bữa ăn trước luyện tập rất là cần thiết và quan trọng, giúp duy trì đủ năng lượng trong suốt quá trình luyện tập và hạn chế cảm giác đói, giảm năng suất của việc luyện tập. Bữa ăn chính trước thời điểm luyện tập tối thiểu 3 tiếng đồng hồ. Bữa ăn phụ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước luyện tập, nên sử dụng những thực phẩm dạng lỏng, dễ hấp thu. Bữa ăn này nên cần đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt là năng lượng trong suốt luyện tập. Bổ sung thêm protein để hạn chế quá trình dị hóa và mất cơ. Đồng thời, theo các nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng trà xanh, chiết xuất EGCG trước luyện tập sẽ giúp cho chúng ta gia tăng thêm đốt mỡ 17% so với bình thường. Bữa ăn sau luyện tập, chúng ta nên sử dụng thêm protein để duy trì các khối cơ. Các anh chị có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm Bodykey by Nutrilite, Nutrilite Unblend Protein Powder, Nutrilite Dream Gym. Việc bổ sung nước và điện giải trong suốt quá trình tập luyện, các anh chị cần bổ sung nước và điện giải tùy theo cường độ tập luyện, tình trạng cơ thể và đặc biệt môi trường luyện tập. Khi tập luyện, các anh chị cần đặc biệt lưu ý, đối với các đối tượng bị hạn chế vận động hoặc có những rối loạn sức khỏe đi kèm, cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc là bác sĩ trước khi luyện tập. Luyện tập vừa sức, ưu tiên lựa chọn các môn yêu thích, gia tăng cường độ, mức độ luyện tập dần theo thời gian. Trong mỗi bài tập đều cần có khởi động và điều hòa, tập khoảng 30-45 phút mỗi ngày. Vừa rồi là các lời khuyên dành cho các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần bài tập nhé. Cấu trúc bài tập cardio gồm 3 phần: khởi động, bài tập chính và điều hòa. Nào, chúng ta cùng bước vào phần khởi động. Phần này có 9 động tác. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. 8 nhịp đầu chúng ta sẽ bắt đầu từ trái sang phải hoặc từ ngoài vào trong, 8 nhịp sau đổi bên. Phần khởi động giúp cho các anh chị làm nóng cơ thể trước khi bước vào bài tập chính, giúp cơ tránh bị chấn thương trong suốt buổi tập. Động tác đầu tiên đó chính là xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo đó chính là xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp cổ tay và khớp cổ chân. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp hông. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp gối. Đầu tiên các anh chị sẽ đứng hai chân rộng hơn vai và chúng ta sẽ bắt đầu là từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo là động tác ép nghiêng lườn. Chúng ta sẽ ép sang phải nhịp 1, 2, 3, nhịp 4 đứng thẳng người và ép sang trái 5, 6, 7, thôi. Động tác khởi động tiếp theo là vặn mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay cao ngang ngực, khuỷu tay gập và vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là gập bụng bên, hai chân rộng bằng vai, nhịp 1, 2 chúng ta sẽ gập bụng xuống. 1, 2, 3, nhịp 4 đứng thẳng người, nhịp 5, 6, 7 đổi bên, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là gập bụng trước, hai chân rộng bằng vai và chúng ta sẽ gập bụng về phía trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Vừa rồi là các động tác khởi động, chúng ta cùng đi vào bài tập chính. Các động tác cardio giúp nâng cao hệ thống tim mạch, giảm mỡ và săn chắc các nhóm cơ. Phần này có 12 động tác chính, mỗi động tác là 8 lần 8 nhịp chia đều cho hai bên, xen kẽ là động tác bước ngang, chạm chân, vỗ tay hoặc điều hòa 4 lần 8 nhịp để giúp cho duy trì nhịp điệu, điều hòa nhịp tim. Nào, cùng bắt đầu thôi.
Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị động tác bước ngang chạm chân vỗ tay. Động tác này sẽ được sử dụng xuyên suốt bài tập chính để duy trì nhịp điệu, điều hòa nhịp tim. Đầu tiên chúng ta sẽ để hai chân khép và hai tay dọc thân. Nhịp 1 chúng ta bước chân phải và dang hai tay ra. Nhịp 2 vỗ tay và khép chân trái lại. Bắt đầu 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bước ngang squat, giúp giảm mỡ phần cơ đùi, cơ mông và săn chắc phần cơ bụng dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ đứng hai chân khép, hai tay dọc theo thân. Nhịp 1 chúng ta sẽ bước chân phải sang ngang, khuỷu gối xuống và tay phải đặt lên đầu gối phải, tay trái chạm đất. Và tiếp theo, các nhịp tiếp theo chúng ta sẽ liên tục đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bước ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bật lướt ngang squat, giúp cho săn chắc cơ đùi, bắp chân, cơ mông và cơ bụng. Thực hiện như động tác bước ngang squat, nhưng khi đổi bên, thay vì lướt thì chúng ta sẽ bật nhảy hai chân, đồng thời đưa hai tay lên cao. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. 1, bật nhảy tay cao, 2, squat chạm đất. 3, bật nhảy tay cao, 4, squat chạm đất. 5, 6, 7, thôi. Bước ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là nhảy trọng tâm về một chân, nâng gối, giúp săn chắc cơ đùi trước, giảm mỡ cơ mông, cơ bụng và giúp cho cơ bắp chân linh hoạt. Đầu tiên chúng ta sẽ đứng hai chân khép, hai tay buông dọc theo thân. Nhịp 1 chúng ta sẽ bật sang phải, trụ chân phải, nâng gối trái và bắt đầu nhảy. 2, bắt đầu sang ngang. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bước ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bước điều hòa tại chỗ, hít sâu và thở dài, giúp điều hòa cơ thể sau khi thực hiện một chuỗi động tác, chuẩn bị thực hiện các động tác tiếp theo. Đầu tiên, hai chân khép, nhịp 1, 2, 3, 4, hai chân bước tại chỗ, đưa hai tay sang ngang, lên cao, căng ngực, ngẩng đầu. Nhịp 5, 6, 7, 8, tiếp tục bước hai chân, hai tay đưa từ cao, sang ngang, xuống dưới. Động tác kế tiếp là nhảy dọc liên tục và giữ hai nhịp, giúp săn chắc cơ đùi trước, cơ mông, cơ bắp chân và sức mạnh cổ chân. Đầu tiên chúng ta sẽ đứng thẳng, hai chân khép, tay dọc ngang thân. Nhịp 1 chúng ta sẽ bật nhảy chân phải ra trước, chân trái ra sau, khuỵu gối phải, duỗi gối trái. Nhịp 2 chúng ta sẽ bật chân trái ra trước, chân phải ra sau. Nhịp 3 ngược lại. Nhịp 4 sẽ bật người tại chỗ. Và các nhịp còn lại chúng ta sẽ nhảy tương tự. Tiếp tục bước ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo động tác squat, xoay eo, nâng gối giúp giảm mỡ phần cơ bụng chéo, săn chắc cơ lưng. Bắt đầu chúng ta sẽ dang rộng hai chân, khuỵu gối, lưng thẳng, hai tay đưa ra phía trước, cánh tay vuông góc với thân, khuỵu tay gấp và hai tay nắm hờ trước mặt. Nhịp 1, xoay eo qua phải, co gối phải về trái. Nhịp 2, hạ đầu gối phải, xoay eo về bên trái. Nhịp 3, giữ nguyên vị trí của thân, xoay eo về bên phải. Nhịp 4, xoay eo về trái, co gối trái và nâng về bên phải. Nhịp 5, hạ gối trái, xoay eo về bên phải. Nhịp 6, giữ nguyên vị trí của thân, xoay eo về bên trái. Các nhịp còn lại chúng ta sẽ thực hiện tương tự. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta tiếp tục khép chân lại và bước sang ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là nhảy dạng tách chụm chân, giúp linh hoạt các nhóm cơ vai, bụng, mông, đùi, khớp cổ chân. Đầu tiên, đứng hai chân khép, hai tay dọc ngang thân. Nhịp 1, bật nhảy hai chân rộng hơn vai, hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước. 1. Nhịp 2, nhảy thu hai chân, đưa hai tay về tư thế chuẩn bị. Và các nhịp còn lại chúng ta sẽ thực hiện nhịp tương tự. 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bước ngang chạm chân vỗ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là bật xoay 90 độ squat, giúp săn chắc cơ bụng, cơ mông và cơ đùi trước, kéo giãn cơ đùi trong, sức mạnh của khớp cổ chân. Bắt đầu hai chân đứng khép, tay dọc thân. Nhịp 1, 2, bật nhảy xoay người 90 độ về phía phải. Kết thúc động tác, chân ở tư thế squat, tay trái chạm đất, tay phải đặt lên đùi phải, mắt nhìn theo hướng đã xoay. 1, 2, nhịp 3, 4, xoay người về phía trước. 3, 4,
nhịp 5-6 tương tự nhịp 1-2, 5-6, nhịp 7-8 xoay người về phía trước, 7-8, tiếp tục bước ngang chạm chân vỗ tay, 1-2-3-4-5-6-7, thôi. Động tác tiếp theo là đứng trên một chân, nâng gối, hạ tay chạm gối giúp săn chắc và giảm mỡ cơ bụng dưới, giữa và mông dưới. Tư thế chuẩn bị, bước chân phải chết về phía trước. Nhịp 1, dồn trọng tâm trên chân phải, co và nâng cao gối trái, đánh tay chạm gối. Nhịp 2, duỗi chân trái về sau, nâng tay. Nhịp 3 và nhịp 4 tương tự, 3, 4. Và thực hiện các động tác 4 lần 8 nhịp bên phải, 4 lần 8 nhịp bên trái. Bước ngang chạm chân vỗ tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo là khép hai chân, khuỵu hai gối và duỗi nhón cao giúp đùi trước, bụng trên thon gọn, mông và tay săn chắc. Bắt đầu, đứng hai chân khép, hai tay dọc thân, nhịp 1, nhón gót chân, nâng hai tay về phía trước, lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, khuỵu gối, hạ hai tay xuống ngang gối, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, 4, bắt đầu, 5, 6, 7, thôi. Bước ngang chạm chân vỗ tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác nhảy chéo hai bên giúp giảm mỡ, săn chắc cơ bụng và cơ lưng, săn chắc vùng đùi ngoài. Đứng khép hai chân, hai tay dọc thân, nhịp 1, 2, bật nhảy chân phải sang phía bên phải, chân trái chéo sau chân phải. Hai gối khuỵu, tay trái chạm vào bàn chân phải, mắt nhìn thẳng, nhịp 3, 4, tương tự nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bước ngang, chạm chân vỗ tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo chúng ta thực hiện động tác chạy tại chỗ nhưng bực nhảy và khoảng cách giữa hai chân rộng hơn vai. Động tác này sẽ giúp cho săn chắc cơ đùi trước, nâng cao hệ thống tim mạch. Nhịp 1, bật về bên phía bên phải. Nhịp 2, bật về phía bên trái. Nhịp 3, bật về bên phía bên phải. Nhịp 4, bật tại chỗ. Nhịp 5, 6, 7, 8. Động tác bước chân điều hòa tại chỗ thực hiện tương tự như đã hướng dẫn trước đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa đi qua bài tập chính. Sau đây là phần điều hòa giúp phục hồi cơ thể sau một thời gian tập luyện. Động tác ép co đùi trước, ép co đùi sau, ép lườn, gập ép bụng. Các động tác này kéo căng các nhóm cơ hông, cơ lưng, cơ bụng, cơ đùi và cơ bắp chân, giúp các nhóm cơ trở lại trạng thái ban đầu, không bị căng và co thắt. Đầu tiên là ép co đùi trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép đùi sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gặp ép bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân thực hiện tương tự các động tác trên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép đùi sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ép lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gặp ép bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuối cùng là động tác bước điều hòa, thực hiện tương tự như phần hướng dẫn trước đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đã cùng nhau đi qua các động tác của một bài cardio hoàn chỉnh, hướng tới mục tiêu giảm cân, giảm mỡ. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt nên việc luyện tập cũng phải tùy theo đặc tính của mỗi người. Đối với các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện tập, có thể tham khảo những gợi ý điều chỉnh cường độ luyện tập sau đây. Tập một hiệp như bài tập mẫu hoặc có thể nâng lên 2 hoặc 3 hiệp. Lưu ý, nếu khoảng cách nghỉ giữa 2 hiệp từ 5 phút trở lên, chúng ta sẽ bắt đầu hiệp tiếp theo từ bước khởi động. Nếu khoảng cách nghỉ giữa 2 hiệp ít hơn 5 phút, ta có thể lược bỏ phần khởi động trong các hiệp sau. Tăng hoặc giảm số nhịp trong bài tập đảm bảo là bội của 4. Ví dụ, 4 lần 8 nhịp, 8 lần 8 nhịp, 16 lần 8 nhịp, tối đa là 32 lần 8 nhịp.
thay đổi tốc độ nhạc, sử dụng nhạc tốc độ chậm hơn. Nếu anh chị chưa thể theo kịp bài nhạc gợi ý, tốc độ nhạc ở đây được hiểu là số nhịp trong một phút của bài nhạc đó. Bye.
Cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi và luyện tập cùng BodyKey bài tập thể dục cardio với mục tiêu giảm cân, giảm mỡ. Hy vọng bài tập này sẽ giúp cho hành trình kiểm soát cân nặng cùng BodyKey dễ mà vui, hướng tới thành công của anh chị khi kinh doanh cùng BodyKey và cùng em quay. Xin chân thành cảm ơn.